Xin chào mọi người, tiếp tục khuya hôm nay giới thiệu đến mọi người cái mã laptop Fujitsu màu đỏ. Và đây là cái bản mà Gen 8 nha mọi người, i5 Gen 8 RAM 12 GB. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Màn đẹp, cái đây là nguồn tuyển lựa nó đẹp đó mọi người. B854 là mã mình đặt cho máy. Hôm giờ thì cũng có khách hỏi mình cái màu đỏ này để tặng cho con gái hay gì đó, hai ba người hỏi. Thì khách nào mà ưng ý cái mã này thì nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Khuya hôm nay mới soạn được cái dòng Gen 8. Đầu tiên là cái phần vỏ, nếu mày mới nhìn là tương đối sạch đẹp. Nhìn kỹ sẽ có những cái vệt trầy mòn, hầu hết thì cái đây là cái dòng chuẩn nội địa Nhật. Cho nên là dân Nhật người ta xài nhiều mọi người, nó cũng có vài cái vệt trầy mòn. Cái mặt tiền thì tương đối đẹp, có cái chỗ này nè. Tơ lông mèo rất là nhẹ luôn, xước rất là nhẹ, tơ lông mèo nó không có cộm đâu mọi người ha, nhẹ lắm. Còn lại là mấy chỗ khác là ok. Nhưng đã qua sử dụng thì nó không thể nào mà nó gọi là đẹp keng được, nó có cái dấu hiệu đó qua sử dụng nhưng mà còn ok lắm luôn á. Nước sơn zin của nhà sản xuất cái nhìn rất là đẹp. Cái Fujitsu này vừa mỏng, vừa chất lượng, vừa bền nữa. Đầu bảng của những cái dòng laptop siêu nhẹ. Ngõ sạc nè, HDMI, ngõ Type C, USB nè, tai nghe. Cạnh ha. Ở bên này á là ngõ mạng LAN nè, USB, thẻ nhớ. Cái phần cạnh thì nó sẽ có trầy mòn nha mọi người, đây nè, cái này nè không có phải bị cấn hay gì mà mòn thôi, người ta lôi ra lôi vô mọi người thấy nè, mòn ha, mòn cái lớp sơn. Bên này cũng vậy luôn, cũng có mòn cái lớp sơn nhẹ nhẹ nha mọi người, đây nè đó. Ở đây là cạnh có hơi mòn một chút xíu, còn lại là ok nè, có trầy cái phần cạnh. Và hai cái cạnh này, hai bên này cũng vậy, nó cũng có hơi mòn nhẹ. Đó. Thực sự là cũng không có đáng kể nhiều, nếu mà nói về nhìn chung là cái máy này nó tương đối đẹp. Ở mặt sau cũng vậy nè mọi người, cũng đẹp ha, không có bị nổ hay gì hết. Đây là cái dòng mà Made in Japan chuẩn xịn Nhật luôn. Rồi bây giờ vô bên trong mình quay rõ ràng hơn, mình báo giá nha. Ở bên trong màn hình là 13.3 inch nha mọi người, màn là full HD, đẹp, không có lỗi làm gì hết trơn á, sáng trưng luôn, đẹp. Máy nhẹ ha, phím cũng khá đẹp mọi người. Phím thì mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế ha, mọi người che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế dán vào là rất là đẹp, không có mờ một cái chữ nào luôn nè. Rồi cạnh ở bên này cũng sạch đẹp. Cái này thì bàn rơi chuột nó có dấu hơi bóng nhẹ đó qua sử dụng nha mọi người. Còn bên này thì là cũng sạch đẹp này, i5 Fibro Gen 8. Nói chung là cái con máy này thì như thế này là tương đối đẹp, sạch sẽ ha. Bên này thì có cái dấu hơi hằn, khi mà mình gặp cái phần màn hình phía dưới thì nó có hằn cái phần ở dưới phím này thôi, nên nó gọi là cái hằn cái vệt ở trên màn hình xuống cái dưới phím, không ảnh hưởng gì hết. Giới thiệu đến cấu hình nè, Fujitsu i5 Gen 8 nha mọi người, Fibro Gen 8, RAM á là 12 GB nè, mọi người có thể nâng cấp cái này là lên 24 GB nha. SSD á là độ phân giải màn hình là Full HD, còn SSD á là 256 GB, có thể nâng cấp lên 512 1T gì đều được hết. Máy là hoạt động hoàn hảo, màn đẹp, Full HD ok. Và pin á thì nó tầm 3 giờ đổ lên, người thoải mái về pin luôn. Rồi dòng Gen 8 ok, cực kỳ chất lượng. Rồi mình báo giá mọi người cái con máy này. Giá của nó là 4 triệu rưỡi, ai chốt có thì inbox mình. Mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Máy thì hoạt động hoàn hảo và luôn bao dinh nên mọi người yên tâm, cảm ơn mọi người nhiều.